Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đi xa, trong di chúc, Bác Hồ không quên căn dặn, mỗi đảng viên cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, những cán bộ đảng viên của Lào Cai luôn cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Lào Cai trong suốt hành trình hơn 30 năm tái lập tỉnh và phát triển như hôm nay. Đây là nội dung chính được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ này. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm những tin tức về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương trong tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cấp ủy tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo phương châm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Chú trọng học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể nhất. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương đơn vị. Đưa việc học và làm theo Bác trở thành nét văn hóa, nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh. Giai đoạn qua, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh luôn quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch và các văn bản có nội dung cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung triển khai chuyên đề năm 2022 về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra giám sát. 100% chi đảng bộ cơ sở đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng khẩu hiệu hành động ngắn gọn, niêm yết ở trụ sở. Qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 245.000 lượt cán bộ đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, trong đó có hơn 35.000 lượt cán bộ chủ chốt các cấp. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh xây dựng được hơn 8.000 chuẩn mực đạo đức. Để việc học Bác đi vào thực chất, chiều sâu, đạt hiệu quả, Tỉnh ủy ban hành quy định 368 về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương trong học Bác. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể cá nhân chủ động xây dựng và có những việc làm, hành động học Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống thường ngày. Sau hơn 6 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã biểu dương khen thưởng hơn 1.400 tập thể và hơn 8.000 cá nhân, gần 2.000 mô hình mới, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được ghi danh. Hàng chục nghìn lượt tấm gương người tốt, việc tốt được biểu dương, tôn vinh qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của tất cả cán bộ đảng viên, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều năm làm việc tại phòng kế toán nhà nước, bộ phận có số lượng giao dịch lớn nhất của Kho bạc Nhà nước tỉnh. Để giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi và chính xác, chị Nguyễn Thị Phương luôn phát huy tinh thần gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chị thì đảm bảo thu chi chính xác kịp thời, tạo thuận lợi cho khách hàng là cách học Bác thiết thực nhất. Chúng tôi ở đây là luôn luôn là đảm bảo là thực hiện đúng quy trình thu chi tiền mặt này. Không là trong giao dịch với khách hàng là phải tận tình, chu đáo, hướng dẫn khách hàng, không gây khó khăn. Sách nhiễu. Việc mà giao dịch qua Kho bạc Nhà nước thì rất là thuận tiện. Các cái giao dịch viên của Kho bạc Nhà nước thì rất là nhiệt tình. Việc thanh toán thì ít khi có cái vướng mắc. Học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang có sự lan tỏa rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được đề cao.
tiếp tục phát huy cũng như là tiếp tục học tập làm theo lời Bác. Cái việc học tập đấy sẽ gắn thực tế vào cái công việc làm hàng ngày để làm sao mà thời hạn xử lý hồ sơ cũng như là hồ sơ tồn đọng không còn tồn tại nữa. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chi bộ trực thuộc đã triển khai sáng tạo, nghiêm túc phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Hiệu quả chính là góp phần tạo nên những dấu mốc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022, với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 10.389 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt gần 18.000 tỷ đồng, vượt trên 100% kế hoạch. Đối với việc thực hiện học tập theo Bác gắn với cái nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cũng như là của từng cán bộ đảng viên công chức đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong việc xây dựng nếp sống văn hóa và thực hiện cái công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết tập trung kịp thời, nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác chi ngân sách, trong đó đặc biệt là công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Kho bạc nước tỉnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai. Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đã tạo nên những chuyển biến về chất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Kho bạc nhà nước tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Những năm qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bát Sát đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt. Từ đó đưa trường trở thành đơn vị tiêu biểu của huyện trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một giờ sinh hoạt ngoại khóa của lớp 12A1, trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bát Sát. Bên cạnh các nội dung của lớp thì một hoạt động quan trọng chính là lồng ghép, tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thông tin các mục tiêu nghị quyết của địa phương. Từ đây giúp các em có ý thức hơn trong học tập, xây dựng định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho bản thân, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, huyện. Việc triển khai các nghị quyết của Đảng bộ gắn với hoạt động dưới cờ, hoạt động tập thể đã giúp em hiểu hơn về các cơ chế, chính sách, quy hoạch của địa phương, từ đó thì hướng nghề nghiệp và hướng phát triển của bản thân em trong tương lai. Trong đó thì các thầy cô giáo sẽ định hướng dẫn học sinh có thể là thực hiện các nghị quyết bằng thông qua các tiểu phẩm ngắn. Học sinh sẽ kết hợp với các câu lạc bộ như là câu lạc bộ văn học nghệ thuật sẽ đóng các tiểu phẩm ngắn, và qua tiểu phẩm ngắn thì các em mới nắm bắt một cái nghị quyết thì nó một cách nó thú vị hơn, sáng tạo hơn mà nó vẫn không mất đi những cái giá trị gốc của nó. Trong các nghị quyết như thế thì nhà trường cũng đã chỉ đạo rõ là chỉ định hướng là hướng tới cung cấp cho các em học sinh những cái thông tin cốt lõi nhất, đơn giản nhất, nó hướng tập trung vào cái đối tượng học sinh, nhà trường với đội ngũ giáo viên, và đặc biệt là ví dụ phát triển về kinh tế của huyện Bát Sát để các em nắm vững được, một là các em vừa học tập, hai là còn định hướng nghề nghiệp sau này, thì tập trung vào những vấn đề nó cốt lõi nhất thôi, chứ tránh giàn trải rồi nói những nội dung lớn khiến các em nó khó hiểu. Với đặc thù có số lượng học sinh bán trú là người đồng bào dân tộc thiểu số đông, nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Để nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh, nhà trường đã chủ động tìm kiếm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ học sinh. Ngoài ra, để các em có thêm tiền phục vụ sinh hoạt, một phần đất của nhà trường đã được dành để các em tăng gia trồng rau xanh, bán lại cho bếp ăn nội trú của nhà trường. Bọn em trồng thì vẫn bán lại cho bán trú, hoặc là các cô có mua thì bọn em bán lại cho các cô để mua đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập. Em cũng sẽ cố gắng học để theo đuổi ước mơ của em, trở thành một cô giáo vùng cao. Trong năm học qua, với các hoạt động thiết thực sáng tạo trong hoạt động giáo dục đã giúp cho chất lượng dạy và học của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt 99,43%, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần toàn trường thường xuyên đạt từ 97% trở lên. Tuyên truyền và tổ chức các cái hình thức học tập, nghiên cứu một cách là đa dạng để hướng tới nhiều đối tượng và duy trì cái việc là
phổ biến cho học sinh. Các em cũng cần phải nắm được rằng là mình sẽ phải có trách nhiệm với xã hội trong việc phát triển kinh tế xã hội. Thì cái việc mà các em được học tập, nắm bắt được những cái tư tưởng, những cái nội dung chỉ đạo thì đây là một cái mà rất tốt để các em chuẩn bị tốt cho cái tương lai của mình sau này. Thì cái việc là triển khai phổ biến nhân rộng đối tượng chúng tôi tiếp tục chương trình thực hiện là rèn luyện tu dưỡng đạo đức đối với lại cá nhân. Đây là một cái việc thông suốt trong toàn bộ cái hoạt động nghề nghiệp của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Anh cứ làm đấy. Có thể thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bát Sát thực hiện nghiêm túc, gắn trực tiếp với các nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại tất cả các lĩnh vực của tỉnh đều có những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Trên cương vị là Bí thư Đảng bộ xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, ông Lầu A Páo luôn nêu cao trách nhiệm với công việc chung, tích cực tuyên truyền, vận động xã hội hóa để có thêm nhiều hộ nghèo được giúp đỡ, khơi lên phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Khu đất này của gia đình anh Giàng A Sáo vừa mới được san gạt xong, chuẩn bị được gia đình anh làm nhà để ở. Cùng với kinh phí của gia đình, anh Sáo sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do Bí thư Đảng ủy xã vận động. Đồng chí Bí thư giúp em vòng co xây dựng một cái nhà, một cái đường, cảm ơn cán bộ. Còn ngôi nhà mới hoàn thành này của gia đình chị Tần Lở Mẩy được hỗ trợ từ nguồn huy động của xã. Gia đình chị Mẩy cũng như nhiều hộ nghèo khác của xã Trịnh Tường đã có nhà mới khang trang để ở. Ở nhà cũ ở trên kia của em nó rột nát hết rồi nên là có anh Báo đến anh Báo xem thấy nhà em nát nên là xin cho em cái nhà nhỏ nhỏ, em rất là vui. Bản thân đồng chí cũng đã gương mẫu đi đầu cùng với cấp ủy chính quyền, ban chấp hành đảng bộ xã là đi thăm nắm cuộc sống bà con nhân dân, và đối với những cái hộ mà khó khăn về kinh tế thì đồng chí cũng đã vận động các cái nhà hảo tâm, các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở trên địa bàn và trên địa bàn và ngoài địa bàn để giúp đỡ các cái hộ xây dựng nhà cửa khang trang. Để huy động sự chung tay của cán bộ, viên chức, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Tường, Lầu A Páo đã tổ chức họp bàn, thống nhất trong ban chấp hành đảng bộ xã, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên, các ban ngành, đoàn thể. Rà soát chi tiết các hộ nghèo và có những cái hình ảnh rồi như cái chân dung, chân thật về cái cuộc sống của đồng bào ở đấy. Từ những cái việc đấy là các tổ chức, các doanh nghiệp nhìn thấy như thế thì chúng tôi tuyên truyền, chúng tôi được vận động thì các tổ chức doanh nghiệp này đã được quyên góp ủng hộ để xây dựng nhà cửa, chỉnh trang nhà cửa cho người dân. Sự gương mẫu đi đầu của Bí thư Đảng ủy xã Lầu A Páo trong phong trào xã hội hóa, chung sức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Trịnh Tường đã có sức lan tỏa. Trong 2 năm qua, toàn xã đã huy động được trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà tạm và làm các công trình nông thôn mới. Đến đây, thời lượng của chương trình Đảng trong cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.